Còn tại thành phố Đà Nẵng, vào khoảng 21 giờ ngày 26 tháng 9, tại công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ trên đường Hoàng Diệu, phường Nam Dương đã xảy ra sự cố tai nạn. Theo người dân sinh sống buôn bán đối diện công trình này cho biết, sau khi tiếng nổ lớn kèm theo tia lửa điện bắn ra từ trụ điện cao thế, đã làm cho người dân nơi đây hoảng sợ, thậm chí có người đang đi xe máy phải bỏ cả xe để chạy. Theo đó, trong quá trình thi công tăng ca để sắt sàng tầng 2, công nhân kéo sát chướng vào đường dây điện trên đường Triệu Nữ Dương, gây ra sự cố chập điện làm anh Nguyễn Hoàng P, 27 tuổi, quê Quảng Nam bị thương. Sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thành phố Đà Nẵng. Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông cũng như kiểm tra lập biên bản. Cho đến gần 23 giờ đêm cùng ngày, nhiều đơn vị vẫn đang phối hợp xử lý bảo vệ hiện trường. Lực lượng công an đã chụp hình đo khoảng cách từ mép công trình đến đường dây điện ở phía mặt đường Triệu Nữ Dương. Nhân viên của công ty điện lực cũng xuống phối hợp xử lý sự cố.